chăng game dương cái chơi đây kia bằng đây và chăng cái dương khơi thét NewBlood vô trả thì gì mà lên thế nè và chăng cho mới chọn đăng thà ta NewBlood còn ai nên phơi ca to đây đầm bay đầm đang bận tụ một vinh rồi dạng nè dương miền tây rong chăm tây sơn đó kia cái nào phải đây quạt ở toàn miền một bận tụ không đây sao và cái nào phải đây xem chắc cú sẽ tới bao quạt và cú phải để bao bao quạt nè đại chi from bát hàng family ai nãy cứ quạt miền một bận tụ không đây và chắc là khơi thét chín morning star lên chúng mình gì xong xin phí lịch lên chúng mình là lapu cat morning star lên chúng mình là bài ô mấy bà vài vị ý bà hỏi cái đôi chiếc đi sven lên chúng mình là đi ghi gray cứ có lên chúng mình là Alice bà chắc mơ mơ smart game khang bà family ai này với những cái nào brand được gì có lên chúng mình là chu bà cái nào brand watana lên chúng mình là bạch uto hơi vật lên chúng mình là cloud bà hơi yuki bà có lên chúng mình là trang ở cái nào p đại thị chân có lên chúng mình là bà cho lên chúng mình là Rafael à bà lên lên first slot lỡ đi về này trang chúng mình là like bọc bà ô trả mỗi này cứ vô đi gì vô màu fit ô vô đi gì màu fit thì ra chúng mình là trả mỗi này mẹ đi gì ở link seven này đi gì này đi gì fit bà trả đi gì fit bà ô từ lẽ slow mỗi cả mà đôi chiếc gì pe thì mau khang chim ô bây giờ cua bàn tê lên lên mày đai vô bàn blue bar đai tê hay anh bàn bóng blue bar đi xoay xì em cắt cô làm tê chúng mình game mới đi hay luôn em pin men flat tay flat mau tê chuẩn bị micro này tay blue bar ôi vô bàn mà là hay bi còn đi bay hai tay brand đi xin mau khang cao cái toàn đi khi vòng đai ô bạn có mấy alert chat bị khang đi chuẩn là lấy lên game ở đây còn nó đang lên nhiều sao pub chim mobile bạn có được chơi mobile lịch chân phong đai bà tao có lấy một test na game nó bao giờ mấy mà tôi bị cà phu hỏi ôi ơi cái này này bà bắt bong mặt hỏi chụp môi đằng ô trả nên nhưng mà rằng thay sắp đá tí ô nhưng mà đài brand tí xí bìa mì cổ thân đấy kìa bà dễ rôm tới trả môi ní ai nè bà hai chị tất môn quạt lựa rốt chết đập bê đập môi đằng cổng kê nọ đôi chìa cổng nè đấy để cái vô Rafaela vô mà counter quạt đôi chìa informer ấy đôi chìa informer đúng rồi bà quạt bà thấy cái vô Rafaela vô mà counter trả môi nhằng bà tại giờ mấy đai bà killing spree load chip to đi kia mong đai bà đi sửa con sức nói để nó một cháu bà cho được coi bà hơi bà hai chuyện bà bạn nó không ca pha mình tên chụp một đằng ca chăm lọc chụp một quạt cho chơi mới chụp phi lịch con to đi kia mong đai load score chụp out đi về qua sai quạt lột bà bóng đang tê rồi bà hai ô mà hero tế bà tay không nên mình ca ăn ra công chỗ máu đai chụp một ca nóc click để chơi xa tông không bố skill chụp một đằng vật này bóng đai chụp một đằng nẹp đam đai chụp nè bà hai chụp một đằng thô thô anh bắt bóng đai chụp một đai chụp một đằng ca xoay mới bóng yo ba chúng mình thâu thọt toàn bà hà thì chín bà cái lãi này bánh bánh bà bánh bi mới tới tuần nón nó đôi quay thâu thọt lại kế mà bà ta còn những smile bà smile bà tầm rạch bà còn đây game này giờ lại là vui chúng mình đang đi spam ai cả nhìn pay farm thế bà ai nhưng bà bạn mình tên chúng mình đang khang team bà INF bà ta pin link nó càng lớn còn thằng cá clear chúng mình đang mini đôi khi này vòng này bà ô yo Rafaela yo chăm counter bà counter ở đi kì vậy bà mà đi kì bây giờ là vô là hôn bà bà bật bóng xong rồi nó bạch khóa đó bà bật bóng đi rồi bé có lên trạc phía tờ đáy bà đại cọ anh ấy đấy bà bà anh phải nhả bà mà đại gray bà tao xong rồi nó brand tí gì bà brand tí gì có cho em vay ở đại lang chiếm hay là moment speed bàn tay rồi tè chương xa tốt club mà chương ở xa tốt thế anh xa tốt luôn này vinh cũng chụp được flowing blog chụp được cả spam ultimate cái này bóng bè bà giống mấy bè hơi xì giống cả đinh tam bà tay thằng này gray giống bà chụp được brand tí gì bà hơi chụp đôi chị thằng con này khen anh bắt bóng chụp được cái bóng bè mà đây trong cái xa tốt bình liêm vô tam đồn bà dân mấy đai kìa mấy cái vô ra phải làm 100 số chưa mấy hơi nè và một tay mấy cá sử dụng tới cái thiện thốt sai của bác một tay mấy cá bác ô một lọc bóng đài hơi bị mấy cửa hẹp tay mấy cá ốc sáng mới kích hoạt được kia và tình này còn bắt đầu được kia bóng đài một đài tí đây nó sẽ là lửa mấy một răng đài một đài tiếp tí đây là phá siêu lô chim so ôi da và ớt qua đây gọt lại cho bạn gồm đấy bà mà lo mà bạn đây là bạn tịch ớt bạn tràn bà bà ta cô đấy đó bà cà phê cho thời con được vô luôn được con chờ chứ cái bà bà mày đai vót tân nó khang lơ đai chúng mình phải lịch không đai khang crom nha lắm tháp brand tc bà đai với tên chúng mình đang bà rồi còn tại ca sẽ có to chuẩn out đi vô tay đóng bô của việc what sai what bị mình cruise nè được không đai hư bà ô đặt kill thế đấy bà giờ đó đặt đi sẽ ăn xong ăn dậy mở vừa để sao con vô ban kill up này à vô ban tích bà tay vô khi ai hana chọc chương slow bà tay bây giờ rốt buôn này rồi cảm ơn nó không smile được cái này đây trong bà chẳng mấy bác bà xong kia mấy bác step bà ai cần cắt ô tê chôn nhà mấy đá anh cua thế bà tay mấy cắt cúp chung flowing lọt mấy cắt chọn áo tí bác áo tí vô tâm đào lọc chọn bà hào được tiết chưa xa tông lọc chọn từ lực khát khát anh mấy cua thế bà tay 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 bà tay
តែព្រោះការវាយ back step របស់ DK ពី NewBlood តែគេគប់ជាមួយ flowing plot គប់លីងចូលដូចខ្ញុំបែរវឌ្ឍនាក្រោះ save តែខោខោយកបានបាត់ហើយពីជីនប៉ុន្តែក្នុងនេះហើយជីមកចាប់បានជាមួយ cap ប៉ុន្តែ cap last hit មានវាខ្លួនតែប៉ុន្តែមកចាប់ជើងជាប់បាត់ហើយបាត់បោជាមួយហើយបាត់ហើយ brand CCI ជានេះបន្តដូចខ្ញុំបានការបោកអូខ្លងដើម្បីឡើងជើងសឡើង moment speed ដេញវាយយកបាន kill ទៅលើ brand DC ជាបន្តដែរវឌ្ឍនាក្រោះជីមកចាប់ទៅលើ gray ដូចខ្ញុំបានបើកអាទី1ដើម្បីជើងការឡើងជើងប៉ុន្តែក្បែរក្បោះ40បានម្ដាយចង់ស្ក្រោយឡើងជើងសក៏ដាច់ដូចខ្ញុំបានដែរមួយតុនស្មើបាទល្អមែនទែនតែកន្លែងនេះបាទតែហើយបាទល្អមែនទែនបាទនិយាយទៅវាយអូបន្លាយវិញវា2នាទីជាងឯណោះបាទអូមិនខ្ញាក់ខ្ញាក់មិនបាទត្រូវមកហើយបាទបន្តមកទស្សនាហ្គេមរបស់យើងទៀតយើងឃើញថាបាទ5នាទី30វិនាទីកន្លងផុតទៅបាទជាមួយនឹង point kia 8ទល់នឹង17បាទជាមួយនឹង goal lead ខុសគ្នាត្រឹមតែបាទ 1k goal តែប៉ុណ្ណោះបាទនិយាយទៅខាងនោះ point kill ច្រើនមែនបាទប៉ុន្តែបាយជាខាង NewBlood ដែលគាត់មាន point kill តិចហ្នឹងគឺគាត់lead goal វិញបាទយ៉ាប់អូខេចាំភ្លាមៗគឺយើងឃើញថាគោពកសឹងតែស្មើគ្នាសម្រាប់ kill បាទមិនបាច់ទៅខ្វល់ទេសារ disable គាត់លេង traffic បាទចង់ចាក់ចង់ដាក់ crystal ដើម្បីធ្វើការចាប់ slow ដូចគ្នាបងណាបាទ ultimate បើក vision ប៉ុន្តែគឺមើល map ខាងលើមិនដែរហើយគោពកធ្វើការ spam ជាមួយនឹង stack របស់គាត់ដូចគ្នាបងដែរ disable ក៏ដូចជា chain ក៏ដូចជា cat ក៏មកដល់ដូចគ្នាកាក់ជើង slow មួយប៉ុន្តែមានការ flash មកក្រោយបន្តជាមួយនឹង AG ឲ្យលោតជាន់ artifact បាទហើយ donate ដល់ star បាទ star ហូតរមចាស់ទេបាទប៉ុន្តែខាងក្រោមវឌ្ឍនាបាត់បង់ជីវិតជាមួយនឹង gray បាទហើយមានការកាក់ជាមួយនឹង minion veil នៅខាងលើដូចគ្នាដែរបាទបាទនៅខាងផ្លូវក្រុមហ្នឹងក៏ solo kill ណាក្បីបាទបាទ solo kill បាទបាត់បង់ជាមួយវឌ្ឍនាដូចគ្នា brand tc game នេះហៀងប្របាក់ដើរមែនតើសារសិតថាជា hero តាន់តាន់គាត់ប្របាក់វាយវាយ gray ក៏ដាច់វាយ felix ក៏ដាច់ដូចគ្នាបាទបាទល្អមែនតើបាទខាងលើយ៉ាងមិនដែរ gray ក៏ដូចជា yoki ឯ hanashi ហ្នឹងទៅដកថយប៉ុន្តែ t2 បាត់បង់បាត់ហើយជាមួយ t2 នៅខាងក្រោមបាទបន្តមកទស្សនា game របស់យើងទៀតគណៈប្រដែកយើងគឺថា objective បាទ total 2បាទបាទ total midland cap យកបានជាមួយនឹងតេជនបាត់ហើយប៉ុន្តែមានការបោក ultimate តម្លាក់ slow ផងដែរជាប់ជើងប៉ុន្តែចាំមើល midland total នឹងអាចយកបានពីជីនដូចគ្នាផងដែរក្វេកបោះ40បាត់ cap យកបាន double kill ជាមួយនឹងហើយដូចគ្នាផងដែរបោក ultimate ដើម្បីជាការឆែកជាមួយនឹង vision មានការ invade ជាមួយនឹង blue ball ជាបន្តដែរបាត់បងជាមួយនឹង blue បាត់ហើយបាទវ៉ាវឡមែនតើមកពីខាងសមាជិករបស់ខាង new blood បាទកន្លែងមិញនេះគឺគាត់ create space ឲ្យខាងគ្នាគាត់ធ្វើការ team fight បាទជាមួយនឹងខាង cat ណាឡមែនតើនៅក្នុងការ initiate បើកបុក team fight កន្លែងមិញនេះគឺធ្វើឲ្យខាងសមាជិករបស់ខាង family ឯងគឺគាត់ level ជាមួយនឹង team fight បាទធ្វើឲ្យ hyper របស់គាត់ free hit ជាមួយនឹង objective បាទ title បានសម្រាប់ផងដែរឡមែនតើមកជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះណាដែលយើងឃើញថាការពិសប្តាទី1ក៏មានក្រុមក៏ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ create space បែបនេះផងដែរបាទ new blood ក៏ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង strategy បែបនេះបាទធ្វើយើងឃើញថា work មែនទែននៅក្នុងការប្រកួតមួយនេះបាទយើងចង់ដឹងថាជាមួយការប្រកួតរបស់យើងនឹងប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណាទៀតបន្តមកតាមទស្សនាមួយពួកយើងដូចតទៅអូចាប់ stun បាទគប់ flowing plot មកខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការ clear ជាមួយនឹង minion veil ដូចគ្នាផងដែរបាទដកថយដូចគ្នាពី gray បាទយើងឃើញថាដោយសារតែប៉ះគ្នាមកប្រែកន្លងមកទៅគឺក្រុមទាំងពីររឿងលក្ខណៈថាអត់សូវក្រៅ control ណាគេបាទគឺពួកគាត់លក្ខណៈថាវាយគឺកម្រនៅក្នុងការក្រៅ control វាយមែនទែនគឺរឿងពួកគាត់បកភាពមានស្រួលឲ្យ hyper របស់គាត់នៅក្នុងការ farm ណាទុកពេលឲ្យខាងសមាជិកគ្នាគាត់ farm សិនដើម្បីបានជាមួយនឹង core item បានដូចជា item same ៗយើងដើម្បីមានស្រួលនៅក្នុងការ team fight ផងដែរអូ brand tc អូ flick chai flick យកតាមដោជាមួយនឹងការចប់សូអូទម្លាក់យកតាមដោជាមួយនឹងការចប់សូដាសុងទៅអត់រួចយកតាមដោជាមួយ brand tc បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំឲ្យ team ទីមួយបាទឈ្មោះថា cap គេខ្លាំងអាចចប់សូដាតតដោរួចទេបាទកន្លែងនេះយីសុងស៊ីនបាទតែជន់នៅខាងក្រៅបន្តែមកកាក់ស្លូវចោលជួបបាក់អូខខខតាមឡងតាមតែស្លាយនេះស៊ីលីងដល់យកបាត់តែជន់ជិះដបគេផងដែរបន្តែអានបាត់បងជិះអ្នកទី3ឃ្លៀរីស្ព្រីទៅលើវត្តរាជិបតបងដែរបាត់បងដល់3អរោផងដែរបាទមើលអាយធីមសឹងតែមិនទាន់នេះហើយក្រុមកាំងឲ្យមើលឲ្យខែពាក់ជាមួយនឹងបើជឿកាត់គូដោនមួយបាទហើយក៏ដូចជាពាក់ជាមួយនឹងសភៅក៏ដូចជាបើជឿមិនអក៏ដូចជាអបាទអូនេះលេសដើម្បីកាត់ឈាមឲ្យគ្រៀងដែរបាទវ៉ាវបាទកាត់ឈាមនឹងយកជាមួយនឹង cool down skill ផងដែរមកលុយបាទគឺថាលុយនិយាយរួមទៅ gray ដូចជាលក្ខណៈថា farming machine ហ្មងជាមួយនឹងលុយរបស់គាត់គឺច្រើនមែនចេញជាមួយសភៅចេញជាមួយនឹង score គ្រាប់ចេញជាមួយនឹងនេះទៀតដាក់ frozen ទៀតបាទបាត់ជើងសាតុបធាក់ចោល load អីបាត់បងផងដែរបាទបាត់បងជាមួយនឹង load បាត់ហើយតែជីនធ្វើការ track បានជាមួយនឹង load ដូចគ្នា
បាទយីស៊ុនស៊ីននេះរៀងលក្ខណៈថាគាត់លើកអាល់ទេហើយបាទម្ដាយម្ដាយនឹងគឺរឿងធ្ងន់ទៅហើយបាទគណៈពេលដែរខេតរបស់យើងខ្ញុំឃើញថាមានជាមួយនឹង item បាទដូចបានក្បីបានជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺ item រៀងក្រាស់ដែរបាទតែពេលអញ្ចឹងគឺ high magical damage មែនតែនបាទមិញចាប់ slow ខ្ញុំឃើញខាងលើមិញបាទឈូគឺគាត់លក្ខណៈថាគាត់ដើរសង្កត់រួចតែម្ដងបាទជាប់ជាមួយនឹង ultimate របស់គាត់ហ្នឹងណាបាទអូល្អមែនតើបាទពី performance ពីខាង cat បាទ NewBlood បាទបន្តមកទស្សនា game របស់យើងទៀតខ្ញុំឃើញថា lord ក៏បានធ្វើការផ្ជុះហយត្រាទងស្គរហើយមកដល់ដែរអូយ៉ាងម៉េចដែរយកគេអីហាណាអានេះមានបញ្ហាផងដែរ B នឹងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែមានការអូបាទឡើងជាមួយនឹងឈៀម moment speed តន់ពេលវេលាមីនីដាចូលប៉ុន្តែខាងក្នុងនេះមានការគប់ជំរុំ flowing blood គាត់ចូលទៅ clear មីនីប៉ុន្តែខាងក្នុងនេះយ៉ាងម៉េចដែរណាក់ចូលជាជើសាតមកជើសាតលៀបលៀងយកតែម្ដងទៅលើ gray ប៉ុន្តែតែជុំក្បាត់បងដូចគ្នាជាមួយនឹងការដោខៀស thread clear មួយតន់ស្មារតីគ្នា lord ក៏មកដល់ខាងក្រៅប៉ុន្តែហើយបាត់បងជីវិតបាត់ហើយជាមួយនឹងជីនដូចគ្នាព្រះអត្តមេយកតែម្ដងប៉ុន្តែមានការកាក់ជើស្លូដូចខ្ញុំផងដែរហើយជាមួយនឹង thread ទី3ជាមួយនឹង T3 thread ដូចគ្នាផងដែរបាត់បងជាមួយ T3 នៅខាងក្រៅវឌ្ឍនាជាមួយនឹងការ clear ជាមួយនឹងមីនីនៅខាងក្រៅដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែការជើទៅមកខាងក្រៅវឌ្ឍនាបាត់បងជីវិតបាត់ហើយព្រះអានស្តុបដបទិលអត្តមេយកតែម្ដងបាត់បងជាមួយយកគីអីហ្នឹងជាបន្តផងដែរប៉ុន្តែមីនីអានបាត់បងក៏ដូចជាមានការវាយជាមួយរបស់យកតែម្ដងជាមួយនឹងហ្គេមទី1 Felix យ៉ាងម៉េចដែរក្រុមការងាររបស់ខាងទីនោះឡើយវាយទៅជីជីបាត់ហើយក្នុងហ្គេមទី1បាត់អបអសាតទៅដល់ខាងទីម New Blood